Vâng. Tiếp tục chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt Nhật Bãi TV nhé. Hôm nay video ngày 21 tháng 5 năm 2021. Em tiếp tục lên sóng cho các bác là một lô nồi cơm. Đấy, với phân khúc giá rẻ các bác nhé. Đấy, rẻ bất ngờ. Đấy, gồm có 30 em. Đấy, dung tích đều là 1 lít, điện áp là 100 đến 100V. Hàng Nhật Bãi đã qua sử dụng các bác nhé. Đấy. Rất nhiều hàng cho các bác lựa chọn nhé. Sản phẩm này thì hôm nay như này nhé, thì em sẽ cứ lên số tiền và cái số giá đấy, thì các bác nào mà tất cả trong đó là nó có bao cái tiền ship rồi, là các bác cứ nhận hàng rồi thanh toán cái tiền bằng số tiền em ghi ở trên cái nồi cơm thôi. Đấy, còn đâu là các bác không phải thanh toán tất cả một cái lệ phí gì nữa nhé. Đấy, thì các bác đang xem like xem kênh của Việt Nhật Bãi thì đừng quên cho em một like cũng như là một đăng ký kênh các bác nhé. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127, bên em xếp hàng toàn quốc các bác nhé. Đấy, ok các bác nhé. Bây giờ em sẽ lên chi tiết cho các bác từng mã một để cho các bác lựa chọn ạ. Đầu tiên là lên cho các bác một em Juicy Juicy. Mã sản phẩm là LP hạch ngang VH10. Đấy, phân khúc trải nghiệm các bác nhé. Sản xuất năm 2012 các bác. Đấy, công suất là 1105W. Đấy, dòng 15A. Ok, bây giờ hình thức bên ngoài không bị gì nhé. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Đó. Tất cả những sản phẩm nào mà nó hết pin thì em thay pin cho các bác nhé. Đấy, gioăng rất đẹp quá này. Đấy. Gioăng đây bác nhé. Đấy. Lòng gioăng rất đẹp quá này. Đấy. Gioăng rất đẹp quá nhé. Láng thoáng một tí với cái cám như gọi là li ti thôi, gọi không đáng kể bao nhiêu bao nhá. Đấy, ok bác nhá. Mọi chất lao động bình thường các bác nhé. Một em Juicy Juicy tính cả phí ship các bác nhé. Đây là các bác không cần phải thanh toán bất cứ một cái gì nữa, một cái số tiền nào nữa nhé. Đấy, là các bác cứ đến nhận hàng rồi thanh toán thôi, các bác không cần phải cọc hay là phải chuyển khoản gì. Mã số 1 các bác nhé. Mã số 1 lên cho bác em này với giá là 650k nhé. Ok bác nhé, 650k nhé. Đấy, một em Juicy Juicy rất đẹp bác nhé. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác một em Panasonic VAT nhé. Em này mã sản phẩm là SR hạch ngang HS104. Hình thức bên ngoài tương đối là ok. Sản xuất năm 2011. Đấy. Xoong ngoài trắng gương các bác nhé. Đấy, lòng xoong rất là đẹp này. Đấy, Panasonic VAT. Bác nào mà thích ăn cơm mềm thì sử dụng em này nhé. Em này xoong thì liền nhé bác nhé. Đấy, xoong liền khá là vệ sinh, vẫn rất dễ dàng các bác nhé. Đấy. Ok bác nhé, xoong rất xanh. Đây bác nhé, gioăng rất là xanh này. Đó, rất là đẹp nhé.
Thế các bác nào mà chưa hiểu lắm về sử dụng những dòng này thì các bác có thể bảo em dịch ra tiếng Việt cho các bác nhé. Về các bác sử dụng cho nó dễ. Tất cả chức năng hoạt động ok, không vấn đề gì cả. Mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 lên cho các bác em này cũng với giá là 600k thôi. Ok các bác nhé. 600k là các bác không phải thanh toán một gì nhé. Đấy, cứ đến nhận hàng thôi. Bên em chịu phí ship hết cho các bác nhé. Đấy, cho nó tiện, không cần các bác phải cọc gì cho nó khó đâu. Đấy, mất công nó chẳng đáng bao nhiêu cả. 600k các bác nhé. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác là một em Tiger nhé. Tiger hôm nay hôm trước em lên lại rồi các bác nhé. Đấy, cái tem vẫn còn đây này. Là thì hôm nay hạ giá cho các bác nhé. Mã sản phẩm là JKT. Đấy, sản xuất năm 2015. Nhiều bác cũng chưa được xem thì lên lại cho các bác. Đấy. Em này trước em bảo là nó bị sức ti la lô đây, em dẫn dính cái tem vào đây rồi. Được cái gioăng rất đẹp quá nhá, gioăng đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Gioăng tuyệt vời. Lòng xong các bác nhá. Đấy. Lòng dòng xong lòng tây cúc này nấu cơm rất ngon nhá, cơm cháy rất là mềm bác nhá. Đấy. Ok các bác nhé, tất cả chức năng hoạt động bình thường. Mã số 3 các bác nhé. Mã số 3 lên cho các bác em này với giá là 700k thôi. Mã số 3 các bác nhé, mã số 3 700k. Một em Tiger rất là đẹp, màu đồng. Mã số 3 các bác nhé, 700k. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Panasonic van dài nhé. Em này sản xuất năm 2017. Mã sản phẩm là SR gạch ngang SI106G. Đấy. Em này phần trên hiện tại thì đang bị sức ít la lô các bác nhé. Đấy. Các bác nào về mà không thích nó nham nham nhỏ nhỏ này thì các bác về lấy cái búi rác ấy, các bác đánh nhẹ đi là nó bay hết cái lớp la lô màu trắng đi. Đấy, thì nó sẽ để lại một cái lớp màu lilac các bác nhá. Đấy, nó như kiểu màu lớp lilac. Đấy, phần ngoài nó thì hơi trông hơi ấy đi, bẩn mắt thế thôi. Đấy, công suất tiêu thụ điện này là 1200W. 2017 các bác nhá, đời rất là cao. Em này thì bị sức mỗi khi la lô ở trên mặt thôi. Còn gioăng thì cực kỳ là đẹp luôn. Tuyệt vời. Đấy. Gioăng nét căng trắng trắng muốt. Đấy. Fana van dài các bác nhé. Rồi cao lốp cơm cháy. Từ 2014 trở lên là lốp cơm cháy các nhé. Đấy, xoong rất là đẹp nhé. Lòng xoong thì không vết xước đâu bác nhé. Gần gần như là mới này. Đấy, bác nhìn tinh nhé. Gần như là mới luôn. Đó. Đấy, chức năng hoạt động bình thường, không vấn đề gì. Sản phẩm bảo hành cho các bác 1 tháng. Nên các bác cứ yên tâm và sử dụng, không vấn đề gì cả. Bị sao thì các bác trong 1 tháng có thể một đổi một. Hay là các bác thích nó thì bác gửi về đây em sửa cho các bác. Mã số 4 bác nhé. Đấy, mã số 4 lên cho các bác em này cũng với giá là 850k thôi. 850k các bác nhé. Một em Panasonic đời 2017.
tất cả đẹp hết, nhưng mỗi tội mặt này nó bị sức đa lô thôi. Đấy, 850k thôi các bác nhé, giá rất là rẻ. Không thích thì các bác phải đánh hết cái phần la lô đi, không cần để la lô làm gì đấy. Tiếp theo liên tiếp cho các bác của em Fanavat đấy, em này phần trên này các bác nào chốt thì em dán cho bác cái tem vào đây đấy, để nguyên hiện trạng này cho bác xem đấy, nó bị va chạm nó hơi nhăn nhau cho một tí, hơi bị cấn nhẹ đi thôi nhá. Thành vách em này tổng quan cũng được khoảng 80%, được cái ruột với xoong thì rất là đẹp. Mỗi tội bên ngoài nó do vận chuyển thôi. Đời 2019 thôi nhé. Đời rất là cao. 2019. Đấy. Em Fanavat. Mã sản phẩm là SR-FG108. Đây bác cái xoong nhé. À, xoong gần như là mới luôn bác nhé. Đấy, đít cả đít xoong mới cứng vừa cựa này. Đấy. Đây bác nhé, lòng xoong nhé. Lòng xoong gần như là không vết chấm cám nào luôn. Đời 2019 nên nói chung là nó rất là mới này. Đấy. Từ lòng xoong như thế cũng đã căng luôn. Đây giòn đây bác nhé. Đấy, giòn rất là đẹp này. Đấy. Giòn rất là xanh, trắng muốt luôn. Bác là chốt em dán cho bác một tem tròn vào đây. À, thế là trông nó đẹp ngay. Đấy, tất cả chiếc lăng hoạt động bình thường. Dây rất mới bác nhé, dây mới cứng. Mã số 5 bác nhé. Mã số 5 lên cho bạn này với giá là 900k. Mã số 5 các bác nhé, 900k nhé. Các bác nhận hàng thanh toán thôi, không cần gì phải gọi là cọc đi nhé. Đấy, để ship bên em chịu hết. Đấy, bác chỉ thanh toán là 900k. Ok các bác nhé. Tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Yuji Yuji các bác nhé. Yuji Yuji màu trắng rất là đẹp này. Mã sản phẩm là LP-VE10. Đấy. Em này là sản xuất năm 2011. 2011 các bác nhé. Đấy. Thành vách thì rất là đẹp. Đây cho này hơi cấn nhẹ một tí, hơi xước một tí la lô này. Đấy. Còn ở dưới thì nó không sao cả. Gioăng lại rất là đẹp này. Đấy. Lòng nồi em này thì hơi bị sức châm cám tí bác nhé. Đấy. Châm cám nhẹ nhàng một tí thôi. Bán trải nghiệm cho các bác. Để các bác sử dụng. Số 6 bác nhé. Mã số 6 lên cho các bác em này với giá là 550k thôi nhé. Đấy. Bao gồm cả phí ship rồi bác nhé. Các bác nhận hàng là xong là thanh toán 550k thôi. Không phải thanh toán tất cả một cái vấn gì nữa nhé. Vấn đề gì nữa. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác của em Tacook đôi bác nhé. Đấy, Tiger Tacook. Em này mã sản phẩm là JKT. Hình thức bên ngoài là vân giả gỗ bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy,
là 2016. 2016 bác nhé. Đấy. Em này rất là đẹp luôn. Rồi 2016. Điện áp tiêu thụ điện là 1200W. Đấy, hình thức bên ngoài rất ok bác nhé. Đấy. Xoong này bác nhé, xoong rất là đẹp này. Lỏng xoong không mà bị vết châm cám nào. Đấy. Có tay cầm chống nóng nhé. Lỏng xoong rất đẹp này. Không có vết châm cám luôn. Em này bao đẹp cho các bác. Đây giòng đấy nhá, giòng rất xanh. Gần như là chưa sử dụng bác nhá. Đấy. Em này gần như chưa sử dụng các bác nhá. Rất là đẹp. Em Tây Cúc với nhá. Em Ta Cúc. Vân ngoài thành là giả vân gỗ bác nhé, giả vân gỗ. Đấy, hình thức rất là đẹp. Đấy, xúc lăng hoạt động bình thường. Mã số 7 bác nhé. Số 7 phải lên cho bạn em này với giá là 1.000.000 nhé. Mã số 7 bác nhé, 1.000.000 nhé. Một em Tây Cúc rất là đẹp luôn. Đấy, vân gỗ bác nhé, đây là vân gỗ này. Đấy. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Suzy Juicy nhé. Mã sản phẩm là LP gạch ngang VG10. Sản xuất năm 2015. Hình thức bên ngoài cũng tương đối là đẹp, không vấn đề gì cả. Đó. Màn hình thì hơi sức nhẹ tí thôi. Đó, hơi sức nhẹ tí. Đây giòn này rất đẹp các nhá. Các bác phải về vệ sinh qua thì đẹp thôi. Đây cái này cái cấn của nó nhé, cấn cái cáu của nó đấy. Đấy, lấy con tay cạo đi được này. Đấy, không phải nó bị ố vàng các bác nhé. Đấy, vệ sinh chưa được kỹ lắm. Đấy, rất là xanh các bác nhé. Đấy. Đấy. Đấy, lòng son rất là đẹp các bác này. Lòng son rất là đẹp này. Đấy. Đít son thì nói chung vẫn để lên để xuống nhiều thì không tránh khỏi được. Đấy, những cái lòng son rất ok đó nhé. Đó. Đấy, tất cả chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Em nó hãy pin thì khi bật lên các bác ấn nó tắt trước nhé, rồi nó khởi động lại các bác bấm lỗ được. Sản phẩm nào mà hết pin thì bên em sẽ thay pin cho các bác nhé. Thay pin miễn phí cho các bác. Mã số 8 bác nhé. Mã số 8 lên cho bác em này là 500k nhé. Ok bác nhé. Mã số 8 nhé, 500k nhé. Giá sập sàn các bác nhé, 500k. Tiếp theo là một em Phala bác nhé, em Phala vuông. Mã sản phẩm là SR gạch ngang HB 103. Đấy. Em này bị lốt hơi cho cháy như này bác nhé. Đấy, kiểu không biết cái gì nó dí vào đây mà hơi cháy tí này. Đó. Em này sản xuất năm 2013. Điện áp tiêu thụ điện là 1200W này. Hình thức bên ngoài cũng tương đương được khoảng tầm 75-80% bác nhé. Đấy. Một em Phala lốc cơm mềm. Em này cái này giòn rất là mới bác này. Giòn mới cứng luôn.
Gioăng là gần như là chưa sử dụng, mỗi tội lòng hơi một hai vết châm cản thôi. Đấy, gioăng như hôm nay rất là sạch sẽ bác nhé, nhìn rất là sạch sẽ luôn này. Đấy. Rất là đẹp, gioăng rất là đẹp, còn lại thế bác nhé, nhìn ấy luôn, trắng muốt, không bị ố. Đấy, lòng xoăng này sức một điểm sơn ở đây bác nhé. Đấy. Ở cái đít xoăng này. Đấy, lòng xoăng thì cũng rất là ok, và hai vết chấm cám nhỏ nhỏ thôi. Trong quý vị phân khúc trải nghiệm thì các bác trải nghiệm những dòng này thì nó không tiếc. Sau này các bác sử dụng mà nó quen rồi thì các bác có thể mua sản phẩm nó cao cấp hơn. Đấy, lòng xoăng lang thang hai vết chấm cám các bác nhé, không vấn đề gì. Dòng này cơm lấu rất là mềm. Các bác mà sợ không đau dạ dày đấy hay là rau răng thì sử dụng cái dòng này nhá. Cơm nó ăn nó rất là vừa tầm, nó mềm, nó không phải mềm rớt các bác nhá. Nó mềm, nó mềm vừa vặn. Đấy, chức năng hoạt động bình thường, không vấn đề gì. Sản phẩm bảo hành cho các bác một tháng. Các bác nhận hàng thanh toán số tiền ở trên em ghi thôi. Không tất cả là không có một phải thanh toán một vấn đề gì nữa. Mã số 9 bác nhé, mã số 9 lên cho bác em này với giá là 550k thôi nhé. Mã số 9 bác nhé, 550k. Đấy. Vâng, tiếp theo tiếp đây cũng là một em Panasonic vuông đó bác nhé. Mã sản phẩm của em này là SG-H X10E1. Đấy. Tổng quan em này được khoảng tầm 80%, sản xuất năm 2014, điện áp tiêu thụ điện là 1200W. Đấy, em pha la vuông, màu hơi vàng vàng một tí bác nhé. Đấy. Em này xoong thì mất một ít vết châm cám nhá bác nhé. Đấy. Nó cứ bằng cái đầu kim mà thôi. Còn sự các bác là bao cho các bác là nấu cơm nó không bị dính cơm nhé. Còn các bác về nấu thử mà dính cơm thì các bác điện cho em sẽ đổi cho các bác. Đấy. Sản phẩm bảo hành cho các bác một tháng nên các bác không phải lo gì cả. Mất tí công nữa đi gửi trả về, đi gửi thôi. Đấy. Sản phẩm này là bảo hành cho các bác như thế. Đấy, lòng xoong bác nhé. Đấy, gioăng thì em này lấu có lứt nhiều thì hơi vàng tí thôi. Đấy. Đấy, gioăng quá nha. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường. Loại này thì nó dễ sử dụng. Các bác đang xem kênh của Việt Nhật Bãi thì cố gắng đừng quên cho em xin một like cũng như là một đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, thời gian này các bác đăng ký ít quá. Mã số 10 bác nhé. Mã số 10 lên cho các bác em này với giá là 500k thôi. Ok bác nhé, mã số 10 nhé, 500k nhé. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Zuji Dushi các bác nhé. Một em Zuji Dushi. Mã sản phẩm là LP-HG10. Em này phần nano này hơi bị xước nhẹ nhé. Đấy. Sản xuất năm 2009. Đấy, tổng quan bên ngoài em này hơi lem nhem tí. Xước phần nano thôi. Đấy. Cái gioăng rất là đẹp bác nhé, gioăng em này cực kỳ là xanh luôn. Đấy, gioăng rất đẹp bác nhé. Lòng xoong ở ngoài cũng rất là đẹp này. Xoong trong thì bị đúng một hai mấy vài điểm nhỏ nhỏ thôi. Đấy, sự khuyên các bác là hàng dự dụng rồi thì nó không tránh khỏi được nhé. Đấy.
làm xong tương đối bác nhé, không có lỗi gì cả. Đấy, em này thì gần về cuối năm hiện thời gian bác nhé, những dòng đời hơi sâu này. Đấy, ok các bác nhé, chức năng hoạt động bình thường. Mã số 11 bác nhé. 11 lên cho bác em này với giá là 450k. 450k các bác nhé, một em Juicy Juicy. Rồi, tiếp theo tiếp là cũng là một em Juicy Juicy các bác nhé. Mã sản phẩm là CB gạch ngang CP gạch ngang CB 10. Đấy. Sản xuất năm 2004. Đấy, đời rất là sâu các bác nhé, 2004. Nhìn dòng rất đẹp quá nhé, dòng rất đẹp này. Đấy, các bác trải nghiệm sử dụng những cái dòng này rất an toàn quá nhé. Nếu thực sự đời sâu đến hỏng thì nó đã hỏng rồi nhé. Đấy. Trải qua bao nhiêu thời gian thăng trầm rồi, vẫn đến ngày hôm nay vẫn sử dụng được các bác nhé. Không vấn đề gì cả. Các bác nhé, lòng xoong này. Đấy. Em này hơi bị một ít gọi là cào cấu các bác nhé. Đấy. Dòng này nó không hiện thời gian lên. Đấy, ok các bác nhé. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Mã số 12 bác nhé. Lên cho bạn em này với giá là 400k thôi nhé. Mã số 12 các bác nhé, 400k nhé. Đấy, rất là rẻ. Ui, phần tiếp theo lên tiếp cho các bác một em pha la van dài bác nhé. Một em pha la van dài đời 2013. Em này phần nano đang bị bóc hết các bác nhé. Đấy. Em này thì mã thì xấu. Phần nano em này đang bị bóc đây. Đấy. Điện áp tiêu thụ điện của em này là 1200W. Đấy, pha la van dài các bác nhé, dòng phun sương bù ấm. Em này thì để cho các bác trải nghiệm thôi. Đây, dòng đây bác nhé. Đấy. Nói chung em này vệ sinh cũng chưa được kỹ lắm bác nhé. Đây nó không phải là nó ố nhé, đây bác nhé. Đấy bằng tay cạo là lớp vàng này, nó ố nó bám vào đây bác nhé. Đấy. Nói chung là em này tổng quan được khoảng 70%. Đấy, xoang. Đấy, đít xoong này bị nhét rồi chứ. Lòng xoong thì rất nhiều vết châm cám này. Đấy, em này sản phẩm này là để cho các bác trải nghiệm gọi là cực kỳ vét đĩa rồi. Đấy. Chức năng này hoạt động bình thường, cái mỗi tội hơi xấu tí thôi. Đấy, thật các bác nhà như thế. Vâng, mã số 13 bác nhé. Đấy, nó xấu thì và rơi vào đúng số 13 bác nhé. 13. Lên cho bác em này với giá là 250k nhé.
Đấy, ok bác nhé, 250k nhé. Các bác sở hữu ngay là một em pha la van dài. Đấy, mỗi tuổi nó xấu với tôi còn chức năng hoạt động bình thường. Đấy, ok bác nhé. Đấy, đúng em này đã xấu lại rơi đúng rồi, số 13. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác một em pha la solid van tròn nhé. Đấy. Em này mã sản phẩm là SR gạch ngang RG101G. Sản xuất năm 2009. Phần trên này đang bị hơi cấn nhẹ bác nhá. Hơi cấn nhẹ lớp trên này, trên mặt này tí. Đấy, lòng xong đây bác nhá. Hơi nguỳnh bạc một tí thôi. Đấy. Đấy. Do em này cũng tạm tạm bác nhá, không có lỗi gì cả. Do lỗ họ lướt nhiều thêm thế thôi. Còn không vấn đề gì cả. Thế các bác nhá. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường nhé, không vấn đề gì. Mã số 14 các bác nhé. Số 14 lên cho các bác em này với giá 400k thôi. Đấy, ok các bác nhé, mã số 14 nhé, 400k. Đó, tiếp theo là một em pha la vát các bác nhé. Em pha la vát. Mã sản phẩm là SR gạch ngang HG104. Em này sản xuất năm 2012. Hình thức bên ngoài cũng tương đối là ok bác nhé, không vấn đề gì cả. Đấy, phần trong thì nói chung là gioăng hơi đẹp nhưng lòng hơi xấu tí. Gioăng đây bác nhé. Đấy. Xoang này rồi. Lòng xoang lên nhá. Đấy, ok các bác nhá. Em này miệng trên của nó thì hơi lem nhem tí thôi. Đâu mọi chức năng hoạt động vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Đây các bác nhé. Mã số 15 bác nhé. Mã 15 lên cho các em lại với giá là 500k nhé. Ok bác nhé, 500k nhé. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác một em Toshiba các bác nhé. Một em Toshiba. Toshiba cao tần. Sản xuất năm 2004 bác nhé. 2004. Đấy, hình thức bên ngoài cũng tương đối là đẹp, không vấn đề gì cả. Gioăng có thứ, gioăng rất ổn bác nhé. Đấy, gioăng rất là xanh. Đời sâu rồi và được như này nó cũng ok đó bác nhé. Đấy. Xoang riêng dòng tô này xoang được cái nó rất là dày. Đấy, thật sự các bác là cái nấu cơm nó cũng rất là ngon. Dòng tô này từ trước giờ nó có tiếng rồi. Đấy, nó có hơn được cái dòng hút chân không. Dòng này thì không quá bác nhé. Dòng này chỉ dòng cao tần không thôi. Đấy. Ok các bác nhé. Đây, phần này cái dây nó đang bị ố bác nhé, dây ố lâu ngày mình không dùng ấy.
Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường này, không vấn đề gì cả. Đấy, lâu rồi quá, cái dây thì sạch ngay mà. Đấy. Dây lâu ngày nó bị mốc bác. Đấy. Ok bác nhé, dây này lại đẹp ngay. Mã số 16 bác nhé. Mã số 16 lên cho bác em lại với giá là 550k thôi. Này xả hết cho các bác nhé. 550k. Tiếp theo là một em Zuzi các bác nhé. Em này mã sản phẩm là LP-HC10. Đấy, em này là sản xuất năm 2007. 2007 các bác nhé. Hình thức bên ngoài tổng quan em này cũng được khoảng tầm 75-80%. Đấy. Dòng đây bác nhé. Dòng này cũng rất là xanh. Đít xong rất là đẹp bác này. Làm xong thì một hai vết trông cám nhỏ nhỏ thôi. Đấy, dòng này thì không tránh khỏi được bác nhé. Đấy. Ok bác nhé. Đấy, các bác mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127 các bác nhé. Mã số 17 bác nhé. Số 17 lên cho bác em lại với giá là 550k nhé. Ok bác nhé, mã số 17 nhé, 550k. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác một em Nationa nhé. Mã sản phẩm là SR-Z10E2. Em này thì hai bước lấu bác nhé. Đấy, phần này nó hơi han tí bác nhé. Về các bác sẽ chịu khó lau chùi đi là ok ngay. Không vấn đề gì cả. Đấy, sản xuất năm 2005. 2005. Đây bác nhé, em này ruồng cái rất là đẹp này. Ruồng rất đẹp nhé. Đấy. Xong ngoài trắng gương. Lòng xong thì một hai vết châm cám nhỏ nhỏ thôi. Đấy. Nhưng dòng này nấu cơm thì cực kỳ là mềm. Ok các bác nhé, tất cả chức năng hoạt động bình thường. Mã số 18 bác nhé. Mã 18, nên cho bác em này với giá là 550k thôi. Ok bác nhé, 550k nhé. Tiếp theo là một, cũng là một em Panasonic VAT các bác nhé. Em này mã sản phẩm là SR-HC101. Hình thức bên ngoài cũng tương đối bác nhé, không bị chảy xước hay cấn móp gì cả. Sản xuất năm 2013. Điện áp tiêu thụ là 1100W. Đấy, ok các bác nhé. Bạn này hơi sức nhẹ một điểm. Không vấn đề gì cả.
Nói chung hàng qua sử dụng rồi thì nói chung là nó không được thể gọi là như hàng đập hộp được. Đây bác nha, doang nhá, doang em này cũng rất là xanh này. Đấy. Xoong này, đi xoong được 1-2 gọi vết để xuống lên thì xuống nhiều thì không tránh khỏi được này. Lòng xoong rất đẹp các anh, lòng xoong rất đẹp. Đấy bác nhé, bác sẽ làm hoạt động bình thường nhé. Bác đang xem kênh của Việt Nhật Bãi TB thì đừng quên cho em xin một like cũng như là một đăng ký kênh các bác nhé. Các bác mua hàng thì cứ nhìn cái em số điện thoại trên biển kia đấy là 0354 965 127, em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Mã số 19 bác nhé, mã số 19 nên cho bác em lại với giá 550k. Đấy, mã số 19 bác nhé, 550k. Vâng, tiếp theo là một em Mitsubishi bác nhé, Mitsubishi dòng cao tần. Phần trên này hơi bị sức nhẹ tiêu nhé, do đấy, cái phần la lô bác này. Đấy. Em này là sản xuất năm 2008. Đây, phần gioăng rất là đẹp các nhá. Đấy. Gioăng này không đi lỗi gì cả. Những cái gioăng này xả cho các bác cái giá gọi là sập sàn luôn. Gioăng ngoài cũng trắng gương. Đấy, lòng xong là mất 1-2 vết điểm trong cá các bác nhá. Đấy. Đây lòng xong đây bác nhá. Đấy. Các bác nào mà sử dụng cái dòng Mitsubishi nhiều thì các bác biết dòng này cơm nấu rất là ngon bác nhá. Không cắm những cái dòng khác. Đốt chọn gạo đây bác nhé. Đây menu chọn những chế độ nấu. Đấy. Mã số 20 bác nhé. Số 20. 20 lên cho bác em này với giá là 350k nhé. À, 300k. Ok bác nhé, một em Mitsubishi với giá là 300k nhé. Đấy. Xả cho các bác về, các bác nấu cơm thì nấu mà không thì các bác có thể nấu cá, kho cá. Và thịt không có lỗi gì, cứ phải để nấu cơm. À, tiếp tục tiếp cũng là một em Mitsubishi nữa các bác nhé. Đấy, sách cho bộ, sách cho bộ. Một em Mitsubishi nữa các bác nhé. Đấy. Em này hình thức bên ngoài thì cũng tương đối là ok bác này, không vấn đề gì này. Công suất tiêu thụ điện thì em này là 1015W, dòng thì 20A. Em này sản xuất năm 2010 này. 2010 nhé. Đấy. Xoay ngoài là trắng gương bác nhé. Đấy. Lòng xoay thì mất đây 1-2 vết châm cám này. Đấy. Ok các bác nhé. Đây gioăng này, gioăng rất đẹp nhé. Gioăng rất là xanh này. Đấy. Ok các bác nhé, gioăng này rất đẹp luôn này. Đấy, ok bác nhé. Đấy. Đấy, ok bác nhé. Mã
số 21 bác nhé, mã số 21 ạ. Đấy, lên cho các bác cái này với giá là 400k đấy nhé. Đấy, 400k nhé. Ok các bác nhé, mã số 21 400k nhé. Vâng, mã tiếp theo liên tiếp cho các bác một em Toshiba cao tần. Em này một lỗ hút trên không các bác nhé. Em này sản xuất năm 2013. Em này có chức năng lỗ cơm cháy các bác nhé. Cao tần hút trên không, không áp suất bác nhé. Sản xuất năm 2013. Hình thức bên ngoài cũng tương đối rất là đẹp bác nhé. Điện áp tiêu thụ là 1100W. Đấy. Xoong này bác nhé, xoong rất đẹp này. Đấy. Lòng xoong thì không vết châm cám nào nhé. Lòng xoong rất đẹp bác nhé. Đấy. Xoong rất là mới. Tô hút cao tần. Xoong rất là mới bác nhé. Đấy. Xoong em này không chê được, rất là đẹp. Đấy. Nó cơm cháy là 70 phút bác nhé. Nó cơm cháy là 70 phút. Ok bác nhé, tất cả chức năng hoạt động bình thường. Mã số 22 bác nhé. Đấy, lên cho em này với giá là 1,3 triệu nhé. Ok bác nhé, 1,3 triệu một em Toshiba rất đẹp bác nhé. Mã số 22. Vâng, tiếp theo là một em Panasonic vuông. Mã sản phẩm của em này là SR gạch ngang HA103. Sản xuất năm 2010. Công suất tiêu thụ điện em này là 1200W. Hình thức bên ngoài tương đối là đẹp, không bị xảy sức hay cân móp gì nhé. Đấy, em này giòn thì do lỗ gọi là lứt nhiều, thâm thì không tránh khỏi được coi nha. Đấy. Đây, xoong rất đẹp bác nhé. Đấy, xoong rất đẹp bác nhé. Đấy. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé, không vấn đề gì cả. Sản phẩm bảo hành cho các bác 1 tháng nên các bác cứ yên tâm nhé. Mã số 23 bác nhé. Phải lên cho bác em này với giá là 550k. 550k các bác nhé. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác một em Tiger nhé. Em này có chức năng nấu cơm cháy nhé. Đấy. Sản xuất năm 2010. Đấy, phần trên em này đang bị sức ít la lô bác nhé. Sức ít la lô. Thì về các bác chịu khó và lấy cái bút rác mà đánh nhẹ nhẹ thì nó bay hết cái lớp la lô đi. Thì để lại cho mình một cái lớp ni lốc này bác nhé. Đấy. Sản phẩm này dành cho các bác nào mà trải nghiệm mà muốn ăn cơm mà nó có cái cháy mềm đấy. Đấy thì bác sử dụng cái dòng này rất hợp lý nhé. Do cũng rất là đẹp bác nhé, không có lỗi gì nhé. Đấy. Đấy. So ngoài thì trắng gương này. Đấy, lòng xoong đang đắc một hai vết châm cám nhỏ nhỏ nhé. Đấy.
Tổng quan em này cũng được khoảng tầm 75 đến 80%. Đấy, những dòng này thì nó có gạo trắng có cháy này, xôi có cháy bác nhé. Đấy, ví dụ các bác mà muốn nấu cơm cháy này thì các bác ấn mũi tên nó nằm giữa nút gạo trắng nhé, xong các bác ấn nút cơm cháy này. Đấy, xong các bác ấn nấu này. Đấy, những dòng nấu cơm rất là ngon các bác nhé. Mã số 24 bác nhé, mã số 24 này. Lên cho bác em này với giá là 500k thôi. 24 bác nhé, 500k nhé. Rồi, tiếp theo lên tiếp cho các bác một em san ơ mặt quế nhé. Em này là đốt vặn nhé. Đấy, em này sản xuất năm 2005. Đấy, thức bên ngoài cũng tương đối là ok bác nhé. Đấy, phân khúc trải nghiệm được như này là sự bác là rất đẹp rồi. Đấy, nó chỉ xấu mã thôi, còn thật sự các bác là mọi chức năng hoạt động bình thường, không vấn đề gì cả. Xoong rất đẹp bác nhé. Xoong này các bác nếu mà không thích các bác lấy bữa rác còn đánh đi. Đấy, một thời gian sau là nó sẽ bung hết ra, nó trắng tinh luôn, trắng trắng bóc. Lòng xoong chỉ đúng một vết châm cám thôi. Đấy, đúng vết châm cám nhỏ nhỏ như này thôi. Đấy, san ơ mặt quỷ nút vặn dòng này các bác nhé. Đấy, dòng này thì hơi vàng tí nhưng mà thật sự bao các bác chức năng, bao cơm ngon, bao xì. Thật sự các bác những dòng quý này nó hay xì lắm, nên thật sự các bác trước khi gửi cho các bác hôm nay làm phải chắc rất là cẩn thận. Đấy, ok các bác nhé. Mã số 25 bác nhé, mã số 25 ạ. Đấy, lên cho bác em này với giá là 700k thôi nhé. Ok bác nhé, mã số 25 nhé, 700k nhé. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Mitsubishi. Em này dòng áp suất các bác nhé, dòng áp suất. Em này sản xuất năm 2007 này. Đấy, công suất tiêu thụ điện em này là 1250W. Đấy, đây dòng này các bác nhé. Đấy, em lắp vùng của nó hơi lỏng rồi. Lòng xoong bác nhé, lòng xoong. Đấy, lòng xoong một hai vết ấy nhé, châm cám nhé. Đấy, ok bác nhé. Mọi chất lao động bình thường các bác nhé, không vấn đề gì nhé. Mã số 26 bác nhé, lần cho bác em này với giá là 500k thôi. Ok bác nhé, mã số 26 nhé, 500k nhé. Xe rồi.
Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác là một em Panasonic các bác nhé. Em này mã sản phẩm này SR gạch ngang SI 102. Đấy, Panasonic van dài. Em này sản xuất năm 2013 này. Công suất tiêu thụ điện là 1200W. Đấy, hình thức rất là đẹp. Đây nhà giòn này các bác nhé. Giòn này cũng rất là xanh này. Đấy. Em cái dòng đời 2013 này cho nó không đốt được cơm cháy bác nhé. Từ bắt đầu 14 trở lên nó mới đốt được cơm cháy. Đây lòng xong rất đẹp bác nhé. Đấy. Ok các bác nhé, mọi chất lăng hoạt động bình thường. Rồi, mã số 27 các bác nhé. Đấy, lên cho các em này với giá là 700k nhé. Ok các bác nhé, mã số 27 nhé, 700k nhé. Vâng, tiếp theo lên tiếp cho các bác một em Zuji Zushi. Mã sản phẩm là LP gạch ngang VC10. Hình thức bên ngoài em này rất đẹp các bác nhé, không bị trầy xước hay cấn móp gì cả. Em này là sản xuất năm 2012. Đấy. Rất đẹp. Gioăng này rất đẹp các bác nhé. Đấy, gioăng rất là xanh này. Đấy. Đấy, lòng ngoài cũng rất là đẹp. Lòng sau này thì bị một hai vết châm cám bác nhé. Và chung kia phân khúc trải nghiệm cho các bác. Đấy, một hai vết châm cám ở giữa. Đấy. Mọi chất lăng động bình thường, không vấn đề gì cả. Em này thì mất cái lòng xoang nó hơi vết châm cám thôi. Còn nói chung là tất cả mọi thứ đều rất ổn bác nhé. Thì lên cho bác với giá cũng là trải nghiệm thôi. Mã số 28 bác nhé. Đấy, lên cho em này với giá là 450k thôi nhé. Đấy, 450k các bác nhé. Vâng, tiếp theo liên tiếp cho các bác một em Hitachi bác nhé. Dòng cao tần áp suất. Mã sản phẩm của em này là RREX gạch ngang KG10G. Đấy, em này sản xuất năm 2010. Đấy, thành vách các thứ là rất ok này. Không vấn đề gì cả. Em này thì xoong ngoài rất đẹp bác nhé, nhưng trong thì mất đúng một vết châm cám thôi. Đúng bị một vết thôi. Đấy. Dòng cơ mềm lốp kín hơi Hitachi. Gioăng này bác nhá, xuất bi đây. Gioăng này thì hơi vàng tí. Đấy. Phần khúc trải nghiệm cho các bác. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường thôi nhé, không vấn đề gì. Mã số 29 bác nhé. Đấy, lên cho các bác em này với giá là 550k thôi. Dòng cao tần áp suất Hitachi 550k các bác nhé. Rất là rẻ. Rẻ chưa từng thấy. Vâng, mã cuối cùng của em là lên tiếp cho các bác một em Panasonic các bác nhé. Panasonic VAT, em này vỏ nhựa bác nhé. Mã sản phẩm này SR gạch ngang HG 102. Đấy.
Em là sản xuất năm 2013 này. Vỏ nhựa các bác nhé. Rất là đẹp. Gioăng liền. Lòng xoăng bị vết một hai vết châm cám này. Đấy. Xoăng ngoài trang gương rất là đẹp. Đấy. Gioăng liền các bác nhé. Đấy. Các nhà vòng liền như vệ sinh rất dễ thôi, các bác cạy lắp ra. Đấy, các bác cạy lắp ra. Đấy, các bác lau chùi sạch sẽ đi. Đấy, chứ không phải là gioăng liền mà các bác bảo là khó vệ sinh. Đấy. Mọi chức năng hoạt động bình thường các bác nhé, không vấn đề gì. Vâng, mã cuối cùng của em trong video ngày hôm nay nhé. Mã số 30. Phải lên cho các bác này với giá là 550k thôi nhé. Ok các bác nhé, mã số 30 nhé. 550k nhé. Đấy. Thế thì các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại cộng Zalo là 0354 965 127. Bên em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Video của em đến đây xin được kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Để chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm kênh của Việt Thiệt Bãi trong suốt thời gian vừa qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.